Theo thông tin mới nhất của cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản GNTO tại Việt Nam, bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2022, Nhật Bản sẽ mở cửa đón khách du lịch, miễn thị thực và không giới hạn lượng khách nhập cảnh. Như vậy là sau 2 năm rưỡi đóng cửa do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Giờ đây, du khách Việt Nam đã có thể ghé thăm đất nước mặt trời mọc một cách dễ dàng. Thực tế, thủ tục đi Nhật hiện nay đã thông thoáng như thế nào? Các du khách cần chú ý vấn đề gì khi du lịch đến Nhật, nhất là với các du khách đi tự túc? Đó cũng là câu hỏi được chương trình du lịch và cuộc sống đặt ra với đại diện cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản, GNTO. Trước đây thì mỗi lần mà đến Nhật Bản là cái số lượng người bị giới hạn mỗi một ngày chỉ từ 20.000 du khách, lượt du khách trên khắp thế giới thôi. Bây giờ được tăng lên là 50.000 lượt khách. Và theo cái phát biểu của Thủ tướng Kishida trong khoảng thời gian gần đây thì tới sau ngày 11 tháng 10 thì không còn giới hạn trên nữa. Cái điều thứ hai là các công ty du lịch đã bắt đầu nhận hồ sơ cho du khách đi du lịch Nhật Bản. Đồng thời sau ngày 11 tháng 10 thì theo thông tin thì có thể là người đi du lịch tự túc và những người cá nhân cũng có thể nộp hồ sơ đi du lịch Nhật Bản được. Hiện nay khi nhập cảnh Nhật Bản thì chính phủ Nhật Bản vẫn yêu cầu chúng ta trình một cái chứng nhận trên cái app là app là MySOS. Thì trước khi xuất phát, ít nhất là tối thiểu trước khi nhập cảnh Nhật Bản 6 tiếng đồng hồ chúng ta phải khai cái form đó. Và khi mà chúng ta khai thì cái form nó chuyển từ màu đỏ sang màu xanh. Khi nhập cảnh Nhật Bản cái form nó chuyển màu xanh thì chúng ta chỉ cần đưa cái màn hình ra cho nhân viên rồi mình chúng ta có thể pass qua cái cửa kiểm dịch. Hoặc là chúng ta phải chích là 3 cái mũi vaccine theo quy định của Nhật Bản thì chúng ta sẽ gọi là được họ chấp nhận. Bên cạnh đó thì chính phủ Nhật Bản cũng yêu cầu là người du lịch cần phải mua bảo hiểm về y tế cũng như là những cái bảo hiểm rủi ro khác nếu như có trường hợp gì xảy ra tại Nhật Bản. Cũng như là các bạn đi theo đoàn thì các bạn phải đi theo đúng cái lộ lịch trình của công ty và chịu sự hướng dẫn cũng như là tuân thủ những cái quy tắc xã hội của Nhật Bản tốt. Được biết, tháng 8 năm 2022, số khách vào Nhật là 33.000 lượt, giảm 24,5% so với tháng 8 năm 2019 là 43.709 lượt. Trong đó Việt Nam đứng thứ nhất với con số 28.500 lượt khách, vượt hơn nước thứ hai là Hàn Quốc. Đặc biệt, nhân dịp mở lại hoạt động du lịch Nhật Bản từ Việt Nam, văn phòng GNTO Việt Nam thực hiện chiến dịch với thông điệp Nhật Bản mừng bạn trở lại, nhằm thông báo rộng rãi về việc du lịch Nhật Bản được mở cửa trở lại sau khoảng 2 năm rưỡi tạm ngưng. Đồng thời, mong muốn khách du lịch Việt Nam có thể tới Nhật Bản vào mùa lá đỏ từ tháng 9 đến tháng 11, mua được các du khách yêu thích nhất trong năm.